Mến chào các bạn chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nha. Lại đây em đây các bạn chị ơi, lại là anh nông dân đây. Hôm nay mời các bác anh chị lại tiếp tục thăm lại cái khu vườn ngoài đường sau nhà em nhé. Thì sau một thời gian, bây giờ các bạn chị lại tiếp tục thăm quan lại nha các bạn chị. Đây, cái sầu riêng thì nó đã ra một cây đọt và lá bắt đầu là to hơn rồi các bạn chị. Chắc là em xịt cho được đợt thuốc là nó bị mấy con đẹp nó chết hết rồi. Nhưng mà cái chanh dây đây cũng thế các bạn chị. À, mấy cây con đẹp là nó ăn sẵn đọt hết, xong bắt đầu là em xịt cho được một đợt thuốc, cái là bây giờ đọt nó ra mơn mởn lại rồi các bác chị. Đấy. Nhưng mà tiêu thì nhìn có bộ dạng là vẫn lá nhiều trái ít rồi các bác chị ơi, chết rồi không biết thế nào. Đấy, cây này hôm trước này, cây này hôm trước là cái bộ lá nó ăn cho hết rồi, em xịt bây giờ nó chết hết rồi các bác chị. Đấy. Đấy, con rầy riệp nó chết trắng hết rồi, lá này nó ăn này, ăn hư lá các chị, nên cái này mà không xịt là không được, ăn hư hết. Nhìn thấy tiêu thì nó cũng hơi buồn buồn các chị, tiêu nó đang ít trái quá. Đây, những cây phía ngoài này là nó bị quăn hết đọt nha các chị. Bây giờ bắt đầu cái lớp đọt mới ra này, đấy, cái lớp đọt mới ra thì bắt đầu nó nhìn bóng bẩy đấy nha, trái thì đầy luôn các chị, đấy, trái thì nhiều nhưng mà bị cóc này. Đây này, cái lỗ này trước là bị cóc hết này các chị, thấy chưa? Đó, bị cóc trái hết này, đọt mới này, mới ra thì đẹp rồi nhá. Đấy, mấy cái này như thế này, đầu đọt non nó bắt đầu tỉa thì ở ra nhá. Trái đầy các chị, đây, trái này, thấy chưa? Các chị nhìn thấy trái khiếp chưa? Đấy, cây này cũng thế này, cây này nó sẵn đọt luôn. Em bấm đọt đi, bây giờ ra đọt mới này. Đu đường trái này. Cây này là hôm trước bị dế ăn nha các bác chị. Dế nó ăn ở dưới, bây giờ nó ra bộ rễ mới, nó héo rồi. Tưởng là nó chết, nhưng mà rốt cuộc là bây giờ nó vẫn không chết này. Mà trái này ra nhiều chưa? 2 này, 4 này, 6 này, một dãy luôn các bác chị. Đấy. Một dãy trái trên dây luôn. Bắt đầu nó hồi phục lại. Cây này là bị dế nó ăn nha các bác chị. Đợt này bắt đầu là có đôi chạy bói đấy, nhưng mà cái này phải chắc phải xin siêng xịt thuốc, nếu không xịt thuốc là nó quẹo hết, ăn đọt quẹo hết, chưa xịt được đợt nấm là thuốc nấm luôn các bác chị. Chắc xong đợt này em phải xịt cho nó đợt nấm luôn, cây kia vàng 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 thì không lên được này. Đó, nó ra vàng rồi nó bị bệnh rồi không lên được. Đây là những số thỉnh thoảng trong một cái đường dây của nó là có một cái bông hoa đực để nó thụ phấn nhá, thụ phấn cho mấy bông quả này. Các bác chị nhìn không, đu này, quả nó xịt được thuốc vừa rồi là nó bóng bẩy nhá. Đấy, bữa nay em cũng mắc làm mấy cái thang các bác chị, nên là nó cũng không có thời gian ra để cột nó, bây giờ nó dài ra được luôn, nó cũng vậy này. Này, đây cái sầu riêng này còn sót lại được mấy trái này, đó, ba trái mà trái eo eo vừa rồi cũng xịt được một đợt thuốc, nó đợt đứa đọt mới đang ra lầm đầm rồi các chị. Đấy, đợt đó là vẫn bị có con rệp trắng ăn này nhá. Như cái tiêu này thì nhìn tạm tạm hoa này, thấy chưa, ra tụa thì được, nhưng mà hầu hết em thấy vẫn chưa được. Hình như đợt vừa rồi nó ra cái bầy mắt cua, nó toàn là ra lá hết sao các anh chị. Lá này bây giờ hết cái lớp lá này thì là bắt đầu là nó mới ra mắt cua hay sao này, thấy chưa, đọt non nó bắt đầu ra mắt cua này, không biết thế nào. Của người ta thì dây đắc hoa rồi, mà của mình thì đắc hoa chán lắm. Đấy, trái em trên dây ấy. Đấy, chứ có cây là bị sâu lục thân hay là bị cái gì các bác chị, nó héo nó chết rồi nhá. Em cứ xịt thuốc đã sâu đại vô thế mà không biết là bây giờ con sâu lục thân nó chết rồi hay là sao mà mọc giờ hắn lại tươi lại rồi nhá. Nhưng mà nó sẽ chậm phát triển hơn. Hôm qua trước em dí thuốc sâu vừa dưới gốc, em dí vô hết từ trên xuống dưới luôn, nhưng mà bây giờ hôm nay thấy nó bắt đầu tươi tiện lại rồi, đọt bắt đầu là thấy có phát triển rồi này. Đấy, chắc khả năng là con sâu lục thân nó chết rồi sao, cứu được không? Cây này thì cũng đang đẹp.
Đấy, cháy. Cháy lùng lặng luôn. Chuẩn bị có bói rồi đấy. Nếu mà thời điểm mà giá mà cao 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 thì bứt kiếm được đôi đồng. Chưa có thời gian mà hạ cái cây cái tiêu này xuống đâu các chị. Và sau em sẽ hạ tiêu một cái bụi tiêu này xuống cho các bác chị xem cái kiểu hạ tiêu của người Tây Nguyên thế nào nhá. Đọt nó ra này. Được chưa? Xịt được thuốc sâu nhá các bác chị. Nếu không xịt được thuốc sâu là vừa rồi mấy cái đồ này là nó ăn trụi hết rồi. Nhưng mà xịt được thuốc sâu là ra nhìn mơn mởn không? Đấy. Đọt đọt phóng khỏe nhá. Đó. Cái trồng ra mà nhìn thấy cây cối nó phát triển được nhìn thấy cũng mừng. Rồi ra mà thấy nó cứ đơ đơ héo héo ấy là cũng chán nha mấy chị. Chỉ hơi buồn cho là mấy cái sợi cái tiêu của em mà em làm cũng hai lần cước kích cho nó rồi. Thế mà bây giờ bông vẫn chưa có mấy, toàn thấy lá không ra. Cơi đọt vừa rồi là em tưởng là mất cua đó, là em tưởng là ra. Rốt cuộc là ra nhà lá nhiều hơn. Trái chưa thấy. Hy vọng rằng nó đợt tới này nó sẽ ra tiếp đợt nữa, mà không được không có nhiều nữa thì thất bại. Thất bại vì tiêu. Đấy, những cái chân dây này bây giờ hoa đầy không mất chị. Nhưng mà phải xiên thịt thuốc à. Vừa rồi em xịt cho được nó một đợt thuốc ấy, nhìn lá nó bóng bẩy nhá, xanh nó không bị mấy con rầy rệp nó chích hút nữa, là nhìn nó xanh rệp luôn mất chị. Đây, đoạn này em cứ đan chằng chịt này phía trên phía dưới này. Sao nó cứ bò ra. Giờ đến gần gần ngày thu hoạch, gần có bói rồi đấy. Đấy, đẹp chưa? Trái không quá chị. Lâu lâu chia sẻ lại cho bác chị cùng giải trí, xem trải nghiệm. Cái vườn sầu riêng bên kia, trái to rồi nhá. Đấy, em xịt được một đợt thuốc công nhận, bây giờ nhìn ra cái chân dây nó khác hẳn luôn quá chị. Nó săn luôn. Mình xịt được thường xuyên là mấy con sâu đục thân nó đỡ đục vào trong cái cây thân này thì nó đỡ bị ấy nhá, nhưng mấy cái này nó hay bị sâu đục thân lắm. Đấy. Lá xịt được thuốc sâu lên ra xanh mơn mởn. Đấy. Thời gian không ra. Bên này hàn thang chắc phải cả tầm 5-7 ngày rồi. Chưa ra đây mà đọt bên này phải rầm hết rồi. Cỏ thì bắt đầu là thấy mọc lại đầy rồi các chị, lại phải tiếp tục để phát cỏ rồi đấy. Đây, nhìn mấy cây này hiện đang được tạm tạm này. Hai con mắt tối tối hình như đây quay em quay ngược sáng thôi. Nó mắt cua kéo kéo dài dài chuỗi chuỗi như thế đang tạm tạm. Mà mấy cái gòn này nó kiểu nó bị nghiêng nặng quá sao cái gì. Đây, như cái này cũng được rồi. Tụa nhưng mà cái chuỗi nó chưa kéo chuỗi dài được. Không kim lại cột rằng mấy cái này sợ nặng là chắc là mấy cái gòn nó sập mất. Cái tán nó to. Đây, cái này người ta giật là dây thì mắc mấy cái dây nhà em người ta giật chưa được hay đâu. Đang lấy lùm xùm này. Mình phải tranh thủ ra mà lấy mới giật chứ không để là nó sập cây này luôn. Cái tán nó to nó nặng các bác chị. Này, có thuốc sâu vô này các bác chị nhìn thấy quá ha. Đấy, thuốc sâu vào đấy. Trái đó đu lủng lẳng bóng bẩy luôn, không có một tì vết nhá. Đấy, thấy không? Không có một tì vết luôn, nhìn là cực khoái luôn. Rồi các bác chị xem phía mấy cây bên dưới này có xem như thế nào. Mấy cái đoạn này là bị nặng nhất nha các bác chị. Đấy, đoạn là bị nặng nhất này. Đó, đọt mới bắt đầu ra này, thấy chưa? Đấy, đọt mới ra này. Thuốc sâu vào đấy. Thuốc sâu vào cái là đọt ra. Này, đoạn này cũng thế này. Các bác chị nhỉ, cái chồng này hôm trước em dơ cho các bác chị cùng xem này. Nó xoắn lại một cục luôn. Vậy mà hôm nay này, cái chồi non mới ra này. Này, đọt mới ra này. Đọt mới ra này. Đấy. Đó là công dụng của thuốc trừ sâu nhá. Đây. Thấy chưa? Phóng ra dài luôn chưa? Và bên này cũng thế này. Bên này mấy cây bên này bị nặng này, chưa ra được đọt luôn này. Đấy. Chưa ra đọt, có cây này bị nặng nhất. Còn mấy cây này thì bắt đầu ra này. Thấy không bác chị? Ra rồi.
Đó, cái này bắt đầu là phóng đọt ra đầm đầm đó. Hồi phục rồi đấy. Đấy, cái này thế này. Đó, đọt ra tua tua luôn. 2, 4, 4 cái chuột, 5 cái luôn. Cái bên này cũng thế. Đọt ra đầm đầm luôn rồi. Này, cái sầu riêng tơ này nó kéo một chuỗi dài luôn, con muỗi này cái đuôi theo nó cắn đấy, cả gang tay rồi mà chị, để cho nó tự phát triển một thời gian nữa em sẽ chọn những lựa những cành lấy, và những cành nào bỏ đi thì em cắt bớt để cho nó đỡ cần dinh dưỡng nhé. Chị bố hơi buồn mấy cái tiêu thôi, chân chân dây thì xịt thuốc được các bạn nhìn khác liền. Mấy cái tiêu năm nay thì có khi là sợ thất bại rồi. Nó như cây này được quá chị, cây này mỗi buổi này cứ đu theo cắn bết. Cái này trên trong giới thì nó cũng được được tạm tạm này, nhưng mà chuỗi đang ngắn. Cái này thì sót lại mấy đực mấy trái này, 4 trái 2 trái eo, còn 2 trái thì tạm tạm. Dàn lá này, dàn lá không bị chết hút cái là nó phóng ra cả, cả găng tay luôn. Đoạn bên này tua tua lá xanh đấy, phát triển lại rồi đấy, nhưng mà quan đi còn lại cũng phải xịt tiếp, nếu không xịt tiếp là hắn lại ăn tiếp được các bạn chị. Cái này là chuỗi khiếp chưa, cái này phải 30 phân, gần 40 phân. Đấy. Cái này rất tán. Mũi khép lâu ngày không ra, cái mũi, mũi nó thèm máu, nó cứ đu vào. Cái này cũng bị nặng này. Đấy, xoắn này, tít hết. Vậy mà bây giờ nó đột non này. Đó, đột mới ra các bác chị. Mập thù rồi nhá. Đấy, mình phát triển đi. Để chờ chân dây lên giá nữa rồi. Để kiếm mấy đồng. Tiền giống, tiền phân. Chứ không thì... Đấy, cái đó cây là phục hồi đấy. Tào tán là vẫn chưa được. Chưa xịt được thuốc nấm luôn. Phải xịt thuốc nấm, trong thuốc nấm là nó hư hết. Đi một vòng với anh chị cùng trải nghiệm. Đang cúc này, chưa cột được luôn. Hơi buồn. Mấy cái tiêu toàn thấy lá không. Đấy, nhưng mà cái trước mặt đây các bác chị nhìn thấy có trái không? Toàn là lá không, không thấy trái, một đắc trái luôn. Này, cái bên này thế này. Bị nặng này. Xoắn đọt này. Bắt đầu phát triển lại. Mũi nó cắn quá. Này. Cà phê đã bắt đầu lác đắc chín này. Chín bói, mấy cái này ra trước. Khi đấy là nó tưới nước từ mùa mưa xuống mấy bông ra trước, bây giờ nó chín rồi, chín đỏ rồi. Đấy, cái này chồi bắt đầu là phát triển lại này, vẫn là nhiều đầm nhá. Đấy, vậy là em đang chia sẻ cho các anh chị cùng trải nghiệm tham quan lại cái khu vườn sau một thời gian. Nó thay đổi như thế nào hay là nó đã phát triển như thế nào, để chia sẻ cho bác chị cùng giải trí tham quan.
Đấy, nếu thích video, mong rằng cô bác chị ủng hộ cho em trai một lượt tương tác nhé. Em trai xin cảm ơn tất cả các bác anh chị rất nhiều. Chúc các bác chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công nhé. Xin chào. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công.